Tử vi tuổi Quý Hợi 1983, trong 6 tháng đầu năm, công việc hanh thông. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về tử vi, phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, chiếm vị trí cuối cùng trong 12 con giáp, đó là con heo, con vật đại diện cho việc ôn hòa và may mắn, cho sự vô tư, tài vận giàu có. Đặc điểm của những người sinh ra năm Hợi là hạnh phúc, dễ tính, trung thực, đáng tin cậy, khó học thức và dũng cảm. Nhưng mặt tối của những cô chú tuổi này là khá bướng bỉnh, ngây thơ, quá phụ thuộc, tự ái, dễ giận và nợ về vật chất. Đôi khi họ cũng lười biếng. Bước sang năm 2021 Tân Sửu, tuổi Hợi cũng gặp không ít khó khăn. Thay vào đó, luôn vướng vào những chuyện không đâu, làm bạn mất thời gian đi giải quyết vấn đề, thậm chí còn ảnh hưởng tới công việc. Vậy trong năm 2021 Tân Sửu, tuổi 1983 Quý Hợi có thách thức và cơ hội song hành. Nếu biết chủ động trong mọi tình huống, đảm bảo luôn giành phần thắng. Và lời khuyên nào từ các chuyên gia phong thủy cho cô chú tuổi Quý Hợi 1983 trong 6 tháng đầu năm 2021? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi trong chương trình ngày hôm nay để được tư vấn một cách chi tiết và miễn phí. Đánh giá tổng quan tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. 6 tháng đầu năm 2021, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ tốn khá nhiều cơ hội và thách thức cho năm mới. Tuy nhiên, Quý Hợi không xung khắc với Thái Tuế, lại không có nhiều hung tinh chiếu mệnh. Vì thế xuyên suốt tử vi tuổi Hợi 6 tháng đầu năm là cảm giác bình ổn, chưa có tín hiệu mang tính bùng nổ hay đột phá, nhưng cũng không thấy điều gì quá xấu xảy ra. Cô chú tuổi Quý Hợi sẽ có thời điểm bình ổn, gây khá nhiều bất lợi, rất cần phải đánh thức tiềm năng thì mới gặt hái được thành công rực rỡ. Cô chú có thiên tài và thiên ấn trợ mệnh, tốt cho việc thăng tiến lên các chức vụ phó, vụ, trợ lý, hỗ trợ. Đồng thời cũng thúc đẩy nhiều nguồn thu nhập phụ, góp phần cải thiện đáng kể tình hình tài chính cho cô chú. Tuy nhiên, có xuất hiện của dịch mã độc tinh báo hiệu sự tất bật, sôi động trong nhiều phương diện cuộc sống. Cô chú có thu nhập ngày càng gia tăng do có thêm nhiều nguồn thu phụ từ kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản. Chuyện tình cảm của cô chú cũng thay đổi theo hướng tích cực. Tuy nhiên, cô chú vẫn cần chú ý vấn đề sức khỏe. Điều khách hung tinh có thể gây bất lợi cho cơ thể hoặc mang tin buồn đến cho gia đình bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, cô chú cũng đừng quá lo lắng. Vận quý nhân trong năm của cô chú khá vượng, dù tình huống có khó khăn đến đâu, rồi cũng sẽ nhận được sự tương trợ và chỉ đường dẫn lối kịp thời để khơi thông bế tắc. Gia đạo của cô chú ấm êm, con cái học hành chăm ngoan, giúp cô chú tuổi này được nhẹ nhàng đầu óc, tâm lý khá thoải mái. Để có một năm bình an và gặp nhiều may mắn của cô chú tuổi Quý Hợi, nên mang theo bên mình kim bài Thái Tuế nhằm nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Sau đây, xin mời cô chú hãy nghe chi tiết về tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Đầu tiên là về công việc, làm ăn của tuổi Quý Hợi. 6 tháng đầu năm Tân Sửu, công việc của cô chú tuổi Hợi, cơ hội phát triển sự nghiệp có dấu hiệu tăng lên. Cô chú được giao nhiều trọng trách trong tập thể, được làm công việc yêu thích, đúng sở trường. Nhờ vậy mà đường tiến thân cũng rộng mở. Lại thêm sự công nhận của cấp trên và tương trợ kịp thời trong những phút khó khăn của quý nhân sẽ giúp cô chú có chặng đường phía trước suôn sẻ. Tuy nhiên, không nên dựa dẫm quá nhiều vào vận may hay sự giúp đỡ của người khác. Chỉ có tự thân cố gắng giành lấy thì cơ hội mới thật sự thuộc về mình. Nếu không, dù có giải quyết được hết nhiệm vụ trong tay thì cũng khó tạo ra được đột phá so với đồng nghiệp bên cạnh. Thêm nữa, cơ hội nhiều hơn đồng nghĩa với thách thức và áp lực cũng không nhỏ.
cô chú nên chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với mọi điều xảy đến. Những lúc mông lung, đừng ngần ngại hỏi xin góp ý từ người đi trước. Thầy phong thủy khuyên rằng, để mọi việc phát triển một cách hành thông và thuận lợi, cô chú tuổi Quý Hợi nên mang bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi để hóa giải thị phi, mâu thuẫn giữa các mối quan hệ và xua đuổi hung tinh, tiểu nhân quấy phá. Đồng thời, chiếu cát lành, may mắn và các khí quý nhân giúp công việc hành thông thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Thứ hai, tiền bạc, tài chính của những người sinh năm 1983. Tài vận của cô chú tuổi Quý Hợi ở mức bình ổn, có dấu hiệu tăng tiến nhẹ, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính. Ngoài ra, cô chú cũng có thể chủ động tìm một số công việc tay trái hay làm thêm lúc rảnh như nguồn thu nhập phụ từ kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản. Vì thu nhập chính hầu như khó tăng, nhất là ở nhóm người làm công ăn lương. Ngược lại, các cô chú làm tư, làm chủ hoặc chuyên đầu tư lại có triển vọng tốt về thu nhập chính. Tuy có một số cơ hội đầu tư quý nhân mang tới, nhưng lợi nhuận tính về lâu dài nên dù hiện tại chưa thu hoạch như mong muốn. Nhưng cũng đừng vì vậy mà cô chú nản lòng. Việc chi tiêu hàng ngày, cô chú cần có kế hoạch cụ thể và quản lý tiền bạc chặt chẽ để có thể tích lũy được nhiều khoản. Thầy Gia Cát khuyên rằng, để có thể tăng vận may và cát mệnh, cô chú tuổi Quý Hợi cần mang bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí nhà Phật sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, trợ tài lộc cho cô chú. Ngoài ra, vòng còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ và bảo vệ cô chú trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư. Thứ ba, về tình duyên, gia đạo của cô chú tuổi Quý Hợi. Sau tháng đầu năm với vận khí bình ổn mang tới khá nhiều thuận lợi cho phương diện tình cảm của cô chú tuổi Quý Hợi. Dù không được đào hoa chiếu mệnh, nhưng đường tình duyên của cô chú vẫn đang tiến triển hết sức bình ổn, hạnh phúc. Các cô chú vẫn đang trên hành trình tìm kiếm điều kia cho mình, sẽ có nhiều cơ hội tình cảm hơn khi mối quan hệ được mở rộng, làm quen hoặc giới thiệu với nhiều người tiềm năng. Đây là lúc cô chú cần chủ động và mạnh dạn theo đuổi hạnh phúc nếu cảm thấy có thiện cảm với ai đó. Còn nếu vẫn giữ thái độ bị động thì sẽ rất khó thay đổi hiện trạng. Còn với những cô chú đã có gia đình, biết cách vun vén hạnh phúc, vợ chồng đồng lòng cùng chăm lo và nuôi dạy con cái. Không khí gia đình đầm ấm, hòa hợp, đôi lúc có xảy ra khúc mắc cũng nhanh chóng được hòa giải nhờ sự sẻ chia và bao dung của cả hai. Trong thời gian này, cô chú có thể đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi để năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp cô chú đạt theo năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm. Về phương diện sức khỏe, bản thân cô chú tuổi Quý Hợi đã mang trong mình nhiều phúc khí nên sức khỏe khá tốt, ít đau ốm hay mắc bệnh tật nghiêm trọng. Chỉ mắc phải các bệnh vặt theo mùa nhưng sẽ được chữa trị kịp thời. Bên cạnh đó, cô chú cần chú ý đến việc rèn luyện thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe. Những người làm văn phòng do tính chất công việc ngồi nhiều nên có dấu hiệu mệt mỏi, đau vai gáy, cần thường xuyên vận động nhẹ và tập các mối thể thao như yoga, đi bộ, chạy bộ để gân cốt linh hoạt. Ngoài ra, điểm báo họa huyết quang, tai nạn xe cộ luôn rình rập, khiến cô chú tuổi Tân Hợi làm gì cũng phải thận trọng, nhất là những ai làm trong các lĩnh vực liên quan đến cơ khí, máy móc, giao thông. Thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi Quý Hợi hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng sẽ giúp cô chú xua đuổi hung tinh, tà ma, vận hạn trong năm. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ cô chú tuổi Quý Hợi dù ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. Tiếp theo, xin mời quý vị hãy theo dõi dự báo vận hạn 6 tháng đầu năm 2021 tuổi Quý Hợi 1983. Đầu tiên, tháng 1 âm lịch. Tử vi tháng riêng của cô chú tuổi Quý Hợi khá lý tưởng bởi được lục hợp quý nhân che chở. Công việc tiến triển đều đều, cô chú có thể được giao trách nhiệm hoặc góp mặt trong dự án lớn. Thành quả gặt hái được không hề nhỏ. Tuy nhiên, sự an phận tuổi thường khiến cô chú bị mờ nhạt nên thay đổi. Thứ hai là vận hạn tháng 2 âm lịch.
Những khó khăn trong công việc của cô chú trước đó dần được đẩy lùi, thay vào đó là cơ hội khẳng định năng lực và đường thăng tiến rộng mở. Trong tháng này, vận đào hoa của cô chú rất vượng, rất tốt cho người độc thân trên hành trình tìm kiếm nửa kia phù hợp. Vận hạn tháng 3 âm lịch. Bước sang tháng 3 âm lịch, vận khí của cô chú tuổi Quý Hợi ổn định, mọi phương diện không có vấn đề gì phải lo ngại, nên cô chú có thể yên tâm tận hưởng một tháng yên bình. Những điều không hay mà cô chú gặp phải sẽ hoàn lành, khó khăn lại có quý nhân trợ giúp. Tháng 4 âm lịch, do cô chú tuổi Quý Hợi phạm tương xung thái tuế, nên trong tháng 4 âm lịch, dự báo vận trình nhiều biến động thăng trầm. Tháng này không thích hợp để tiến hành các việc quan trọng, mưu sự khó khăn hơn trước. Cô chú cần phải nỗ lực gấp nhiều lần mới mong đạt được kết quả như mong muốn. Cùng với đó, sức khỏe của cô chú đang có dấu hiệu đi xuống, áp lực tinh thần sẽ gây căng thẳng trong công việc. Vì vậy, cô chú nên đề phòng tiểu nhân hãm hại, ảnh hưởng xấu đến con đường thăng tiến. Tháng 5 âm lịch, vận trình của cô chú tuổi Quý Hợi có nhiều khởi sắc, những khó khăn trong công việc trước đó dần được đẩy lùi, thay vào đó là cơ hội khẳng định năng lực và đường thăng tiến rộng mở. Sức khỏe của cô chú ổn định, sức đề kháng tốt, ít khi mắc các chứng bệnh vặt. Đặc biệt, cô chú sẽ đạt được thành quả nhất định trong sự nghiệp. Sau bao nỗ lực, thành công đạt được rực rỡ hơn hẳn. Cuối cùng là vận hạn tháng 6 âm lịch. Cô chú tuổi Quý Hợi được tam hợp che chở, vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành. Tháng này là cơ hội tốt để cô chú khẳng định năng lực làm việc, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm để có được vị trí xứng đáng. Còn trên phương diện tình cảm đôi lứa thì hài hòa được các tinh kéo gần hai trái tim, hàn gắn dặn nứt. Cô chú sẽ có tin mừng trong gia đình. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của cô chú tuổi Quý Hợi trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn cô chú tuổi Quý Hợi. Trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu, các cô chú tuổi Quý Hợi được sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Đây là sao tốt, chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Sao này rất tốt cho những người mệnh mộc. Tuy nhiên sao này kỵ nhất vào tháng 4, chủ về thị phi, khẩu thiết mất mát của cải, bị đàm tiếu, nơi xấu sau lưng. Ngoài ra, chú còn gặp phải hạn thiên tinh. Đây là hạn xấu, phải đề phòng ngộ độc. Đi ra ngoài cẩn trọng, có thể gặp chuyện tai bay, vạn gió, nên chú ý lời ăn, tiếng nói. Ốm đau mà làm lễ cúng bái thì nhanh khỏi. Còn đối với các cô thì trong thời gian này sẽ được sao Mộc Đức chiếu mệnh. Đây là sao được coi là phước tinh, mang lại may mắn, an vui, tốt lành, nhất là về hôn sự, gia đạo. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Bên cạnh đó, các cô còn gặp phải hạn tam kheo. Hạn này nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Thứ hai, luận hung can niên bận 6 tháng đầu năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh trong thời điểm này của cô chú tuổi Quý Hợi cũng có sao Thiên Mã báo hiệu dịch chuyển nhiều về cả suy nghĩ cũng như nơi ở, nơi làm việc. Và có sao Điều Khách mang điểm báo gia đình có chuyện buồn khóc. Cung tam hợp thì lại có nhiều sao xấu quy tụ như Tăng Môn, Đại Hao, Tuế Phá, Thiên Hư gây hao tán tiền của, cản trở công việc, gây ra tai nạn bất ngờ, đồng thời gia đình có tang chế. Cuối cùng là cung xung chiếu thì gồm có các tinh Thiên Phúc, Long Trì thúc đẩy nhân duyên tốt, nhưng có các khung tinh Tuần, Triệt, Quan Phù, Thiên Khốc lại báo hiệu sự trắc trở, khó khăn, gia đình có người đau yếu. Nhìn chung, vận trình 6 tháng đầu năm Tân Sửu 2021 với cô chú tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, năm Tân Sửu sẽ đón khá nhiều thách thức. Cô chú có cơ hội phát triển tăng lên, đi kèm là thách thức và áp lực, đòi hỏi tâm lý của mệnh chủ phải thật vững vàng thì mới có thể đối phó với mọi điều xảy đến. Bên cạnh đó, cô chú cũng đừng quá lo lắng, vận quý nhân khá vượng, dù tình huống có khó khăn đến đâu rồi cũng sẽ nhận được sự tương trợ và chỉ đường dẫn lối kịp thời để khơi thông bế tắc. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi sẽ phần nào giúp ích được cho quý vị.
Tới đây, video của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn sự chia sẻ đến từ những kiến thức phong thủy bổ ích của thầy Gia Cát. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể đón nhận được những chia sẻ về phong thủy vô cùng bổ ích. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.